từ một người phụ nữ có cuộc sống an nhàn dựa dẫm. Bị chồng bỏ rơi, hôn nhân tan vỡ. Chúng ta ly hôn đi. Anh ấy đưa Lăng Linh về rồi anh ấy sẽ không về nhà nữa. Anh ấy đến nhà cô ta. Cho tôi xuống đi tìm anh ấy đi. Bố ơi, bố. Tôi ghét nhất là những kẻ phá hoại gia đình người khác. Cô mau biến khỏi cuộc đời của Tuấn Sinh đi. Người phụ nữ phải làm gì để vượt qua sóng gió cuộc đời? Mình làm sao có thể tìm việc được? Ngày mai cậu phải lập tức đi phỏng vấn xin việc. Không phải tôi thiên vị. Chúng tôi thích tuyển những cô gái ngoại hình xinh xắn, trẻ trung ở ngoại tỉnh hơn. Bây giờ cô đến đây để làm việc, chứ không phải là đi chơi. Đừng nghĩ mình là nàng Bạch Tuyết nữa được không? Đây là cuộc chiến trường kỳ. Cậu phải nghĩ kỹ xem nên làm những gì. Nếu không cậu sẽ mệt đến chết mất. Giày mang ra rồi thì chị cứ thử đi. Để tôi thử cho chị. Không cần, chúng tôi lấy đôi này rồi. Hãy nói yêu em 20:20 bắt đầu từ ngày 12/11/2018 trên sóng NTV và phát lại vào lúc 7:15 ngày hôm sau.